chúng ta bán bên này thì dốc, thì đôi khi chúng ta sẽ bị, ví dụ như chúng ta bán ở đây thôi thì nó còn lên trên đây nữa, thì chúng ta vẫn bị cái là, tức là thị trường nó nóng quá nó sẽ làm thêm lợi nhuận. Nhưng không cần, chúng ta ăn ít cái phần giữa này thôi, thay vì chúng ta bị chờ bên này nó tạo đỉnh. Bởi vì chỉ khi nào tạo đỉnh xong chúng ta mới biết đó là đỉnh, thì chúng ta bán bên này á thì đôi khi á cũng được. Có rất nhiều nhà đầu tư họ sẽ bán bên này, nhưng bán bên này chỉ sử dụng cho cái khung thời gian là khung thời gian dài thôi, còn cho khung thời gian ngắn tính theo tuần á thì tốt nhất đừng nên sử dụng bán theo cái bên chuyển dốc bên này. Cùng cái khí thế tăng điểm rất là mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ trong cuối tuần trước, thì buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán Việt Nam cũng tăng rất là mạnh. Hiện nay thì chỉ số VN Index là tăng tới 15,57 điểm, rất là cao anh chị các bạn, tăng gần 2%. Như vậy là tại sao lại có cái video này, là bởi vì thế này: những cái thời điểm mà nó có nguy cơ hoặc là có cái rủi ro cao mà khiến cho những người, mấy nhà đầu tư mà hiện nay đang có nhu cầu muốn tham gia thị trường á thì dễ bị mất tiền, hoặc là những người đang nắm giữ cổ phần, cổ phiếu trên thị trường thì có thể xem xét chia nhỏ các cái phần cổ phiếu của mình ra để gọi là chốt lời, hoặc là giảm cái tỷ lệ cổ phiếu trong tài khoản. Thì Thắng sẽ làm một cái loạt video gồm có từ 3 tới 5 video liên tục, cứ cách 3 ngày Thắng sẽ làm một cái về cái việc sẽ là cảnh báo cái thị trường, và đưa ra cái dự báo của Thắng là thị trường đang ở cái giai đoạn cảnh báo đỏ, có nguy cơ mất tiền, và cảnh báo mọi người rằng là hãy thận trọng. Thì đây là video cảnh báo thứ nhất, gọi là ngày mùng 8 tháng 6. Ngày 11 tháng 6 sẽ có video thứ hai, và video thứ ba sẽ là vào ngày 16 tháng 6. Thì sẽ có 3 video liên tiếp cảnh báo và cập nhật nhanh với anh chị và các bạn cái tình hình của cái giá và cái biến động giá. Mong rằng là cái cảnh báo đó sẽ giúp ích cho anh chị và các bạn là bớt bị mất tiền. Còn cái việc mà kiếm được tiền, thêm được tiền thì Thắng không nói đến câu chuyện ở đây. Tức là ở đây thì Thắng đóng vai trò là cái người phòng ngừa cái rủi ro cho anh chị và các bạn. Lý do tại sao người Thắng lại nói câu chuyện đó thì liên quan đến câu chuyện đó là Thắng đã theo dõi thị trường khá là sát trong vòng 2 tháng vừa qua. Số tuần thì hiện nay nó đã là 11 tuần tăng điểm rất là tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam, và rất có thể những cái phiên gọi là tăng nóng, tăng sốc như ngày hôm nay sẽ chấm dứt trong khoảng 10 ngày tới. Do đó sẽ có 3 video liên tục cảnh báo lần 1, cảnh báo lần 2, cảnh báo lần 3. Và nếu mà thị trường nó vẫn ở cái trạng thái, tức là gọi là tích cực một cách thái quá, hay là nó gọi là trạng thái cuồng loạn, thì chúng ta sẽ có video thứ 4, video thứ 5. Nó chỉ cách nhau 3 ngày sẽ có một video như vậy để cảnh báo anh chị và các bạn. Thì trong video ngày hôm nay thì từ sáng tới giờ, tức là số giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch của thị trường tính tới cái thời điểm hiện nay, tức là buổi trưa ngày mùng 8 tháng 6 thì khối lượng giao dịch của buổi sáng ngày hôm nay đã lên tới 330 triệu cổ phần. Và Thắng có xem lại xem là cái giá trị cái khối lượng giao dịch thỏa thuận là bao nhiêu, thì cái khối lượng giao dịch thỏa thuận chỉ có 37 triệu cổ phần thôi. Như vậy là mới buổi sáng mà chúng ta đã có tới hơn 300 triệu cổ phần giao dịch, và nó là một trong những cái cảnh báo đầu tiên, cảnh báo gọi là một trong những cái cảnh báo tín hiệu mang tính chất khối lượng đưa đến cho anh chị và các bạn phải phát đi cái thông điệp cảnh báo một. Nhiều người thì sẽ bảo là chờ ngày phân phối gì đấy, Thắng thì không làm theo những cái lý thuyết, bởi vì ứng dụng những cái lý thuyết đó thì ai cũng biết, và nếu làm theo lý thuyết mà nó đem ra được tiền bạc thì người ta đã làm theo lý thuyết rồi, chả cần phải cần đến những người có kinh nghiệm để chia sẻ và trao đổi làm gì. Thì những cái phiên tăng mạnh á, thì chúng ta được gọi là giảm cái việc là giải ngân mới, cũng như là giảm tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trên thị trường hiện nay đang nắm giữ. Và việc giảm như vậy thì chúng ta để tránh trường hợp mất cơ hội, thị trường nó vẫn còn có thể điên á, thì chúng ta sẽ giảm dần theo cái việc là chia làm 3 hoặc là chia làm 5 để chúng ta giảm tỷ lệ. Khi có những cái phiên mà tăng đạt điểm nóng như này thì chúng ta mới là thời điểm giảm. Bởi vì tại những thời điểm này thì tâm lý của mọi người thì phần đa là sẽ kỳ vọng và có cái sự ảo tưởng nhất định, mong muốn nhất định và cái sự tham lam nhất định.
nên dẫn đến không có người cảnh báo thì mọi người sẽ không làm. Nhưng những cái phiên tăng mạnh mới là cái phiên cảnh báo, chứ còn khi mà nó đã giảm lại mất đi của anh chị 5%, 3% rồi thì cảnh báo chả để làm gì cả. Và phương pháp giao dịch mà theo một cái trend gọi là trend tính theo tháng á, thì là ở đây nó cũng đã có đợt tăng 2 tháng á, thì chúng ta gọi là những theo những cái trend dài á, thì thắng hay sử dụng cái giải pháp đó là bán bên này chuyển dốc, chứ không chờ đến khi nó tạo ra cái đỉnh rồi mới bán bên này chuyển dốc. Chúng ta sẽ bán bên này chuyển dốc thay vì chúng ta bán bên này chuyển dốc. Bởi vì bán bên này chuyển dốc á, đôi khi có những cái đợt giảm điểm, mà đặc biệt là với những người mà giao dịch và mua bán với những cổ phiếu đầu cơ á, khi anh chị bán bên này chuyển dốc á, thì nó đã giảm cho anh chị mất khoảng 2 đến 3 cây sàn rồi, tức là mất tới 20% rồi. Mà cái phần lợi nhuận của anh chị bên này á, nó có khi chỉ có 15-20% thôi, mà bên này nó đã mất rồi. Thì vậy là chúng ta làm chủ cuộc chơi, thay vì chúng ta không phải là người tạo lập thì chúng ta làm chủ cái việc lời lỗ của mình. Chúng ta biết đủ là đủ, và chúng ta hãy luôn luôn đề cao một cái phương châm giống như một cái câu chuyện mà tôi biến tướng ra từ một cái câu chuyện, đó là người mẹ yêu con, là thương con của mình là nghiện hút thuốc với uống rượu, nghiện uống rượu, thì mới khuyên con là mỗi ngày con uống 1-2 chén thôi, uống ít thôi để sống lâu mà có thể uống được nhiều con ạ. Chứ còn nếu mà con cứ ngày nào cũng cứ làm một chai với một chai rưỡi thì chắc là con sống không được lâu, thì sẽ uống không được nhiều đâu. Nên là muốn uống nhiều thì uống ít thôi. Thì biến tướng nó ra thành cái câu chuyện, đó là chúng ta làm chủ cái lợi nhuận của mình trong đầu tư á, thì chúng ta ăn ít thôi. Chúng ta bán bên này thì dốc thì đôi khi chúng ta sẽ bị, ví dụ như chúng ta bán ở đây thôi thì nó còn lên trên đây nữa, thì chúng ta vẫn bị cái là, tức là thị trường nó nóng quá nó sẽ làm thêm lợi nhuận. Nhưng không cần, chúng ta ăn ít cái phần giữa này thôi, thay vì chúng ta bị chờ bên này nó tạo đỉnh. Bởi vì chỉ khi nào tạo đỉnh xong chúng ta mới biết đó là đỉnh, thì chúng ta bán bên này á thì đôi khi á cũng được. Có rất nhiều nhà đầu tư họ sẽ bán bên này, nhưng bán bên này chỉ sử dụng cho cái khung thời gian là khung thời gian dài thôi, còn cho khung thời gian ngắn tính theo tuần á thì tốt nhất đừng nên sử dụng bán theo cái bên chuyển dốc bên này. Thì đó là cái cách mà Thắng hay dùng, thì hy vọng là Thắng chia sẻ như vậy thì cũng nhiều người dùng được, và giống như Thắng là có thể giải pháp để dùng. Còn hôm nay á thì Thắng cũng chốt lại cái câu chuyện, đó là cái game show của hai video trước nữa, về cái câu chuyện đó là dự báo là tuổi của Thắng cũng như là cân nặng. Thì Thắng thông báo với anh chị và các bạn là Thắng là tuổi là sinh năm 1985, tuổi là hiện nay nếu tính là 35 tuổi, tính theo tuổi dương là 35 tuổi. Và cân nặng á thì chính xác là Thắng vừa cân ngày hôm qua, có việc phải đi lên bệnh viện thì đứng ở một cái cân ở bệnh viện. Thì cân là nó là 60kg. Thì những anh chị và các bạn nào mà dự đoán có cái độ chính xác cao, cộng trừ ví dụ như là một lạng gì đấy hoặc hai lạng gì đấy, tùy theo cái câu chuyện là dự báo đúng tuổi và dự báo đúng cái gọi là cái cân nặng, thì nhắn tin vào cái số 0906998805. Thắng sẽ để cái số điện thoại ở đây, để cái gọi là cái số điện thoại, để anh chị nhắn tin và để lại cái địa chỉ nhận cái quà của game show của chúng ta. Thì Thắng sẽ thống kê những ai đó mà nếu mà quên vẫn chưa nhắn thì Thắng sẽ tìm cách để liên lạc. Nhưng mà thực ra là rất khó để liên lạc qua cái việc mà bình luận ở địa chỉ mail ở phía, tức là gọi là để lại cái bình luận ở video. Nên là chúng ta vui lòng là nếu ai có cái kết quả nó gần đúng như thế thì nhắn tin cho Thắng. Và Thắng nhắc lại lần nữa, đó là Thắng sẽ có liên tiếp 3 đến 5 cảnh báo, giống như cái giải pháp, tức là chia làm 3 hoặc chia làm 5 để có thể hiện thực hóa lợi nhuận. Và cũng là cái cảnh báo để cho những nhà đầu tư mà gọi là đang mới á, thì xem xét và đánh giá cân nhắc trong cái câu chuyện giải ngân mới. Nếu như anh chị và các bạn giải ngân nhanh á thì nó còn có thể phù hợp, nhưng mà giải ngân lâu thì chắc có thể sẽ không phù hợp nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì giải ngân nhanh thì nó chỉ là 3 hoặc 4 ngày sau là về là phải chốt lời ngay, hoặc là ví dụ như là bị lỗ thì phải thoát ra ngay. Thì những người đó là những người đầu cơ thì Thắng không sử dụng những cái khuyến nghị này cho những người đó. Còn lại thì chúng ta cần phải cân nhắc và thận trọng với thị trường. Và rất có thể trong phiên chiều ngày hôm nay với cái khối lượng như thế này thì thị trường sẽ dễ có một cái việc, đó là dễ bị gọi là quát ao, tức là dễ bị cái câu chuyện ập xuống. Nhưng nó sẽ chưa tạo đỉnh ngay được đâu anh chị các bạn, đừng sợ vì câu chuyện đó. Nó sẽ thường xuyên nhích nhắc tạo đỉnh dài, thậm chí nó có thể kéo dài lên tới 15 phiên giao dịch thì nó mới có thể gọi là xuống được, chứ nó cắm đầu ngay xuống thì cũng chắc chưa đâu. Nên nghe cảnh báo đầu tiên thì anh chị các bạn cũng thận trọng và cố gắng là đừng để mất tiền. Chúng ta sẽ tham gia một cái game show thứ hai, đó chính là dự báo cái tháng sinh của Thắng và chiều cao. Nếu anh chị và các bạn dự báo đúng cái tháng sinh và cái chiều cao
thì Thắng cũng sẽ xin lại, cũng tiếp tục xin gửi cho năm anh chị em và các bạn dự báo đúng cái nón của mình, thì vui lòng để lại cái dự báo ở dưới này, dưới cái bình luận cho Thắng. Mục đích của câu chuyện này đó là gì? Thắng sẽ gửi quà cho anh chị và các bạn và nhờ anh chị và các bạn để lại nhiều bình luận ở dưới video. Nếu anh chị và bạn không muốn dự báo thì cũng cứ bình luận bất kỳ cái gì đó để cho chúng ta tăng cái tính tương tác, cũng như là ấn cho Thắng nhiều cái like để video có nhiều người xem hơn và ủng hộ Thắng trong cái câu chuyện, tức là sẽ cùng với anh chị và các bạn đồng hành trong cả những cái dự báo khi thị trường có vấn đề, hoặc là những câu chuyện liên quan đến những cái cảnh báo mới, cảnh báo sớm, để mọi người biết nắm tình hình và biết được các cái những cái gì nó đang diễn ra để có thể có cái quyết định đầu tư, tham gia giải ngân đầu tư, hoặc là có những cái giải pháp nó mang tính chất phù hợp hơn trong thời gian sắp tới. Hy vọng là những cái chia sẻ của chúng tôi thì không đem lại cái tâm lý bi quan cho anh chị và các bạn, cũng như chỉ là một cái tài liệu tham khảo, cũng như những cái nhắc nhở, giống như là một cái người gọi là nhắc anh chị và các bạn uống thuốc, hoặc là nhắc anh chị và các bạn quản trị và phòng ngừa rủi ro. Cảm ơn, rất cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Nhớ là để lại cái bình luận tham gia cái game show thứ hai của chúng ta, đó là dự báo là Thắng sinh tháng mấy và chiều cao là bao nhiêu. Còn cái game show kia thì chúng ta đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.